chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu thêm mọi người combo bộ sản phẩm má phanh trước sau của Toyota Innova 2007 đến 2015. Vâng, và trước tiên là em giới thiệu cái bộ má phanh trước cho các bác. Hàng của hãng Compac của Thái Lan. Đây là các bác nhìn, cái phần bố của nó rất là dày. Má phanh trước của Innova giúp giảm tốc độ bằng cách ép chặt vào hai bên đĩa phanh thông qua lực đạp phanh, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người sử dụng. Má phanh Toyota Thái Lan được sản xuất theo tiêu chuẩn được và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, giúp chất lượng tốt, đảm bảo trong mọi điều kiện. Má phanh trước của Innova được cấu tạo với tấm ma sát từ vật liệu, chất liệu, chất lượng, đảm bảo tính năng phanh, đệm chống ồn để giảm ổn khi phanh và nâng cao tuổi thọ. Ngoài ra, má phanh trước của Innova hàng Thái Lan được chế tạo chịu nhiệt cao, giúp bố không bị cháy trong quá trình phanh, đảm bảo hiệu quả của phanh. Còn về má phanh sau, má phanh Work hãng Compac thì được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, không chứa sợi amiang độc hại với môi trường, dùng cho mọi địa hình, dùng vật liệu tiêu chuẩn và được kiểm tra chất lượng ở các công đoạn bằng máy móc hiện đại, giúp hiệu quả của phanh tốt nhất, không có tiếng ồn, tản nhiệt tốt, thời gian sử dụng được lâu bền, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn. Xin mời anh em nhìn tổng quan của hai sản phẩm. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333, kiểm tra hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.